bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp không nội chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy pháp không nội đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy Pháp không ngoại, cho đến Pháp không không tánh tự tánh. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với chân như chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên. Như vậy là chẳng tư duy chân như đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với thánh đế khổ chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy thánh đế khổ đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với bốn tịnh lự chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy bốn tịnh lự đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy bốn vô lượng bốn định vô sắc bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tám giải thoát chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tám giải thoát đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng tư duy tất cả tướng cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên như vậy là chẳng tư duy tám thắng xứ chính định thứ đại, mười biến xứ. Bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với bốn niệm trụ, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy bốn niệm trụ. Đối với bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng tư duy tất cả tướng, cũng chẳng tư duy tất cả sở duyên, như vậy là chẳng tư duy bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.